Mục tiêu học tập số 2.07 tạo và sử dụng external table. Một external table là một cái bảng chỉ đọc mà được định nghĩa ở bên trong database nhưng không tồn tại bên trong database. Cụ thể hơn ý, external table là một siêu dữ liệu được lưu trữ bên trong database và dữ liệu của nó mà dữ liệu nó chứa thì nằm ngoài bên ngoài database. External table thì có một số hạn chế nhất định. Chúng ta có thể truy vấn với lệnh select nhưng chúng ta không thể làm bất kỳ cái lệnh DML nào trên nó như insert, update rồi delete là không được. Chúng ta không thể tạo index trên các external table và những cái external table đó cũng không chấp nhận ràng buộc. Ở lấy cái gì? Vậy thì sao chúng ta cần tạo cái external table? Mục đích chính của chúng ấy để tạo ra một cái cầu nối đơn giản giữa các bảng SQL, bảng trên database và các bảng không thuộc database. Thế thì nếu chúng ta đã từng sử dụng cái SQL load hay là data pump thì chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên hoặc là điều khám phá rằng đó chính là các external table mà chúng ta sử dụng cái này. Một ví dụ rất rõ ràng khi chúng ta có một số các cái nguồn dữ liệu mà không phải thuộc SQL mà chúng ta liên tục được sử dụng, có dù cần đến khi truy vấn đến database như là các cái file text hay là trang web hay là một cái bảng ghi trên Excel hoặc là một cái kết quả từ một cái mềm viết bằng ngôn ngữ thứ ba. Thế thì nếu cái nguồn dữ liệu này có thể được định dạng một cách nào đó và chúng có thể cấu trúc sao cho có thể copy chính xác một cách chính xác vào một cái file mà SQL có thể đọc được. Đấy, thì nó sẽ cho ta một cái kiểu một cái đường đi một chiều để đưa dữ liệu vào database mà sử dụng thẳng là SQL Select chứ không phải thông qua những cái phần mềm trung gian như SQL Load. Vậy thì tạo bảng tạo cái external table thế nào? Để tạo được external table chúng ta cần phải khai báo các cột của nó cũng như các kiểu dữ liệu của mỗi cột. Chúng ta sẽ cũng có thể là thêm thông tin vào cái external table đó khi nó tạo nhé, còn về sau thêm được nữa. Nhưng mà đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm với cái external table. Miếng bảng này rất là hạn chế. Hãy sau chúng ta không phải tạo cột với kiểu dữ liệu LOB. Chúng ta không thể thêm được các ràng buộc nào đó trên cái external table. Chúng ta cũng không thể thay đổi các cột của external table thành unused. Tất nhiên là nếu ta cố làm thì SQL vẫn chạy nhưng mà thực tế nó chẳng có xóa gì cả. Nói chính đúng hơn là khi nhìn bạn thể làm được trên cái external table đó là khai báo cấu trúc của nó và định nghĩa các thông số mà SQL database có thể dùng để kết nối với cái bảng đó. Và để thiết lập kết nối chúng ta cần định nghĩa hai thứ trước, đó là đối tượng directory và cái hiểu hai thứ đó là đối tượng directory và cái phần mềm ORAC đi kèm của SQLoad hoặc là ORA Datadump. Chúng ta sẽ tìm hiểu chúng sắp tới đây. Sau chúng ta sẽ tìm hiểu sang cách tạo external table. Cái đối tượng directory thì để tạo được một cái external table chúng ta cần phải nhận hiểu rõ hoặc biết rõ cái vị trí mà cái file chứa cái bảng đó nằm ở đâu trên hệ thống chúng ta.
Thì ra đầu tiên để lúc này chúng ta cần phải quan tâm đến cái câu lệnh là create directory. Cái create directory này thì để tạo một đối tượng ở trong database mà thể hiện một cái tên của một cái đường dẫn trên server. Ví dụ như này là create a replace directory name a directory dependency. Ở với cái thằng directory name là tên mà bạn đặt tả cho cái đối tượng này cũng như các đối tượng khác trong database, và directory dependency là một cái chuỗi ký tự được bao bởi dấu phẩy dấu nháy đơn, và nó thì định nghĩa cái chứa thông tin về vị trí của cái file nằm trên hệ thống của chúng ta. Ví dụ như là thế này: create a replace directory bank file mở ngoặc đơn single quote f tab semi colon slash bnk file slash trnsfr single quote and colon. Như vậy, thế thì cái kết quả của câu lệnh trên ấy thì chúng ta vừa tạo một cái đối tượng ở trong database tên là bank file, mà cái đối tượng này ấy thì nó sẽ trỏ vào cái hệ hành chúng ta, nơi mà cái máy chủ Oracle ta đang chạy, và giả dụ rằng cái liên kết mở chỗ cái fbnktnsr kia thì sẽ thỏa mãn các yêu cầu hệ thống. Như Windows thì là cái slash nó sang phải, còn cái thằng bên Oracle bên Linux hoặc là Unix thì slash nó sang trái. Thế thì trong trường hợp này chúng ta đang trỏ đến ổ Windows ổ F, và dưới ổ F là cái thư mục bnk file, và trong cái trục đó thì trỏ vào cái trục con là trnsf, và thư mục đối tượng của cái chương trình sắp năm tới. Cái đối tượng directory này sẽ không phân tích cái đường dẫn này, thay ở đó nó cứ lưu như vậy thôi. Nếu mà nó không chính xác thì chúng ta sẽ tìm hiểu biết ngay khi chúng ta sử dụng nó. Mặc dù ngoài ra thì cái đối tượng directory này sẽ không tạo một cái thư mục con nào hết. Nó giả dụ rằng cái thư mục con trong đó đã tồn tại, tức là nó không kiểu mkdir-p đâu, giờ đã cứ con đường dẫn là cứ thế thôi. Còn nếu mà nó không, nếu mà không có thì con đã sập. Nếu mà không có thì khi bạn ngồi chạy cái lệnh đó nó sẽ bị báo lỗi. Cái từ khóa là all replace là có thể có hay không. Trong ví dụ chúng ta thì cái tên bank file là một cái tên chúng ta đặt ra. Cái tên này là cái tên mà gắn với đối tượng. Cái tên này sẽ cái cách thức của chúng ta dùng để liên kết với đối tượng này. Trong một cái thư mục mà đã vừa tạo thì khi một khi ta buộc được cái đối tượng này tạo thì người sử dụng phải cung cấp cái quyền đọc hoặc ghi cho một cái người nào đó muốn sử dụng cho nó. Grant read on directory name to username. Thực ra thì nếu không ta thể cũng được. Giờ mình sẽ tạo thử cái nhỉ. Tạo thử cái luôn. Rồi, đang connect của chơi cửa system. Ta sẽ tạo một cái create directory. Để cho to cho nhìn dễ. Nó to không nhỉ? Terminal. Chỗ nào nhỉ? Cái này không nhớ cái lệnh nào. Đây rồi. Zoom out. Domain.
Thật to đấy. Create directory cái gì nhỉ? Directory name, tên nó tên gì? Tên nó là bảng ngoài thư mục. Thư mục và cái đường dẫn đến đó, đó nhỉ? Đây, đường dẫn tới đường dẫn e là thư mục nào, thư mục mà đọc cái mình đi học không cho vào music này về cái đi rồi home aura music chấm một xong đã tạo thêm một bây giờ thì ta không cần grand nữa thì ta đã có dùng system rồi còn grand là được rồi tạo bảng ngoài có external file thì chúng ta sẽ có một cái thư mục như thế này rồi chúng ta sẽ như này. Thì đã ăn lên tiếp nhỉ, hiểu việc.